Tiểu thuyết kinh điển xin mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của tác phẩm Papillon, Người tù khổ sai, một sáng tác của tác giả người Pháp Henri Charrière, dịch giả Dương Linh, Nguyễn Đức Mưu, người đọc Phượng Đinh. Quán lều tre. Bastian Fosco từ trên mỏ Quặng Nhôm xuống thăm tôi. Hắn là một trong hai người đã dùng vũ khí cướp toa xe bưu chính ở Marseille. Tên đồng lõa bị tử hình. Bastian rất tốt bụng, là thợ cơ khí giỏi, hắn chỉ kiếm mỗi ngày được 4 đô la. Vậy mà vừa nuôi thân, vừa tìm cách nuôi một hai bạn tù khác gặp khó khăn. Mỏ Quặng Nhôm nằm sâu trong rừng, chung quanh mỏ hình thành một làng nhỏ, là nơi ở của kỹ sư và công nhân. Quặng liên tục được chở ra bến để tàu thủy mang đi. Tôi nảy ra ý kiến, tại sao không mở một tiệm rượu trong cái làng heo hút ấy? Buổi tối, những người ở đấy hẳn phải buồn đến chết. Fosco đồng tình, đúng đấy, ở đó buồn lắm, chẳng có gì giải trí. Thế là vài ngày sau, tôi, Indara, Quýt và anh Cụt xuống một con thuyền nát, ngược sông đi hai ngày tới Mackenzie, tên đặt cho khu mỏ. Trại của các kỹ sư và công nhân kỹ thuật trông sạch sẽ, quang đãng với những ngôi nhà nhỏ vững chãi, cửa đều căng lưới kim khí để ngăn muỗi. Ngoài làng thì cảnh tượng thiểu não, chẳng có nhà nào xây gạch đá hoặc xi măng, toàn những túp lều tre, tường đất, mái lợp cò, sang nhất là lợp tôn. Có 4 quán ăn bẩn thỉu lúc nhúc những người, thủy thủ phải đánh nhau mới mua được cốc bia, chẳng quán nào có tủ lạnh. Pascal nói đúng, ở đây làm ăn được, dù sao tôi là kẻ chạy trốn, thích phiêu lưu, không thể sống bình thường như các bạn tôi. Làm việc chỉ để đủ sống thì làm gì? Khi trời mưa, các lối đi đều ngập bùn, vì vậy tôi chọn một nơi hơi xa trung tâm nhưng khô ráo. 10 ngày liền, nhờ các thợ mộc da đen ở mỏ làm giúp, tôi dựng một phòng chữ nhật dài 20m, rộng 8m, 30 bàn, mỗi bàn 4 ghế, đủ cho 120 khách ngồi thoải mái. Một cái bục để dàn nhạc biểu diễn, một quầy rượu với hơn 10 ghế cao. Cạnh phòng này xây một công trình nữa có 8 phòng, đủ cho 16 người trọ. Nhân chuyến xuống Georgia Town để sắm bàn ghế, dụng cụ, vân vân, tôi mộ luôn 4 cô gái da đen thật xinh làm hầu bàn. Đại gia cũng đồng ý lên với tôi. Tôi thuê một cây đàn dương cầm cũ chở lên. Đánh đàn đã có một cu ly, chỉ còn lo nghệ sĩ biểu diễn. Sau nhiều thương lượng vất vả, tôi thuyết phục được 2 cô gái Sava, một cô Bồ Đào Nha, một cô Trung Quốc và 2 cô da nâu bỏ nghề gái điếm, lên đây làm nghệ sĩ thoát y. Một tấm màn đỏ mua ở cửa hàng đồ cũ, dùng để mở và khép sân khấu. Một cửa hàng rượu bán chịu cho tôi đủ các loại đồ uống. Họ tín nhiệm đồng ý cho tôi cứ mang hàng về bán. Bán được bao nhiêu thanh toán cho họ mỗi tháng một lần. Tôi cũng sắm một máy hát và các đĩa hát cũ để có âm nhạc khi nghệ sĩ dương cầm có lúc phải nghỉ gõ đàn. Rồi hàng mớ, áo, váy, bít tất đen, bít tất màu, nịt vú hãy còn tốt. Tôi mua của một nhà buôn người Hindu, ông này mua lại của một gánh hát rong. Đó sẽ là những thứ cần thiết trang bị cho các nghệ sĩ tương lai. Quýt đi mua các đồ gỗ, Indara lo kính, đồ thủy tinh trang bị quầy rượu. Tôi phụ trách rượu và nghệ thuật. Rất khẩn trương, tất cả làm trong một tuần. Cuối cùng, tất cả đồ đoàn và nhân sự chất lên đầy một con tàu chở lên. 2 ngày sau tới làng. Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, sự có mặt của gần 10 cô gái phấn son lòe lòe gây nên một cuộc cách mạng thật sự trong rừng rậm. Mỗi người gánh một gánh nặng đồ đạc kéo lên chỗ lều tre. Đó là tên đặt cho cái hộp đêm của chúng tôi. Các cuộc diễn tập bắt đầu, huấn luyện cho các nghệ sĩ của tôi cởi quần áo ra,
thế mà khó. Trước hết vì tôi nói tiếng Anh rất kém, nên họ không hiểu hết những điều tôi chỉ dẫn. Sau nữa, cả đời họ, họ đã quen cởi quần áo thật nhanh để tiếp khách cho mau. Nay thì ngược lại, càng cởi chậm càng gợi tình. Với mỗi nàng lại phải có một chiến thuật cởi khác nhau, cách cởi lại phải phù hợp với từng loại quần áo. Nàng hầu tước có xê hồng, váy hồng, quần rộng có đăng ten trắng, thì ẩn sau một tấm bình phong nhưng lại đứng trước một tấm gương lớn. Khán giả nhìn vào đó sẽ thấy nàng thong thả, rút bỏ dần áo và quần và tha hồ ngắm nghía từng mảng thịt mà nàng lần lượt để lộ. Rồi đến nàng thần tốc, một cô gái bụng nhẵn bóng, nước da màu cà phê sữa, kiểu mẫu của người lai giống giữa bố da trắng và mẹ da đen nhạt. Nước da ấy càng làm nổi bật những nét cân đối tuyệt mỹ của cơ thể. Suối tóc đen nhánh chạy dài xuống đôi vai tròn trặn, bầu tuyết lê đầy đặn hơi nặng nhưng ngạo nghễ nhô cao, vẽn hai đầu vú tuyệt vời, chỉ sẫm hơn màu da một chút. Tôi đặt tên nàng là Thần Tốc. Tất cả các mảnh quần áo của nàng đều mở ra bằng khóa rút. Khi ra trình diễn, nàng mặc quần cao bồi, đội mũ rộng vành, áo ngoài trắng, cổ tay có điểm da. Theo điệu nhạc hành khúc, nàng ra mắt và thoát y trước hết bằng cách đưa chân hất tung giày lên trời từng chiếc một. Chiếc quần được rút khóa hai bên đùi, tức khắc tụt xuống dưới chân. Chiếc áo nịt cũng mở ra thành hai mảnh nhờ cái khóa rút ở hai bên. Với khán giả, ấn tượng gây ra thật mạnh mẽ vì đôi vú trần xuất hiện đột ngột như giận dữ vì bị giam hãm quá lâu. Nửa người trên đã trần trụi, cả bộ giò cũng trần. Nàng dạng chân, hai tay đặt lên háng, mắt nhìn thẳng công chúng, hất đầu cho chiếc mũ bay xuống bàn khách ngồi gần nhất. Nàng Thần Tốc cũng không cần bày vẽ trò ê lệ gì để trút nốt quần lót. Nàng cởi khuy hai bên mẫu vải nhỏ, rồi giật tung nó ra chứ không gọi là cởi. Như bà Eva, nàng để lộ cả phần lông lá. Nhưng ngay lúc đó, một cô gái khác đã đưa một cái quạt khổng lồ bằng lông trắng để nàng cầm lấy che người và mặt. Hôm khánh thành, quán lều tre đông nghịt tưởng vỡ rạp. Toàn bộ ban chỉ huy mỏ có mặt, lễ kết thúc bằng một cuộc khiêu vũ, và trời bắt đầu sáng thì những người khách cuối cùng mới ra về. Thành công tuyệt vời, không thể yêu cầu hơn. Phải chi khá tốn kém, nhưng giá cả lấy rất cao nên không lỗ. Tôi tin là cái tiệm rượu giữa rừng này rồi sẽ không đủ chỗ để đón khách. Bốn cô hầu bàn da đen của tôi phục vụ không xuể, các cô mặc đồ ngắn cũng cẩn, cổ áo mở rất rộng, đầu chiếc khăn đỏ, hấp dẫn khách ngay lập tức. Indara và Daza mỗi người đứng một góc quan sát và kiểm tra. Ở quầy rượu, Quýt và anh Cụt lo thực hiện các yêu cầu của khách, còn tôi thì có mặt khắp nơi, ở bất cứ chỗ nào cần. Thành công chắc chắn rồi, Quýt nói, khi cả hầu bàn, nghệ sĩ và chủ còn lại với nhau trong căn phòng lớn. Chúng tôi ăn chung như một gia đình. Cả chủ và người làm thuê, ai nấy đều mệt phờ nhưng phấn khởi. Rồi ai nấy đi ngủ. Bướm ơi, anh chưa dậy à? Mấy giờ rồi? 18 giờ, Quýt nói. Nàng công chúa của anh đã giúp chúng tôi, chị ấy đã dậy cách đây 2 giờ, mọi việc đã đâu vào đấy, sẵn sàng mở cửa tối nay. Indara cầm một vò nước nóng vào, tắm rửa cạo râu lại sạch sẽ và tỉnh táo. Tôi ôm ngang lưng nàng đi vào lều tre. Mọi người tứ tít hỏi, tốt không ông chủ? Đêm qua em thoát y thế được chưa, có gì chưa ổn? Em hát đúng điệu chứ, được cái khán giả ở đây cũng dễ tính. Kiếp làm ăn mới của tôi thật dễ thương, các cô gái điếm nay trở thành nghệ sĩ, có vẻ thích thú được bỏ nghề cũ và rất say nghề mới. Công việc tiến triển tốt đẹp, khó khăn duy nhất, đàn ông thì nhiều mà phụ nữ quá ít. Khách nào cũng muốn được các nàng, nhất là nghệ sĩ, ngồi tiếp nếu không suốt buổi thì cũng lâu lâu.
do đó sinh ra so kè, ghen tị. Thỉnh thoảng, nếu tình cờ một bàn mà có tới hai nàng ngồi tiếp là ắt có khách khiếu nại ngay. Các cô nàng da đen cũng rất được đòi hỏi, trước hết vì họ đẹp, nhưng nhất là vì ở xó rừng này không có phụ nữ. Đa gia đứng phục vụ sau quầy rượu, đôi khi cũng phải chạy ra ngoài để hầu bàn về chuyện trò với khách. Hàng chục người dồn mắt ngắm nghía cô gái Hindu ấy, một nhan sắc quả là hiếm thấy. Để tránh sự ghen tị và khiếu nại của khách, vì ai cũng đòi được nghệ sĩ tiếp ở bàn mình, tôi bày ra trò xổ số. Sau mỗi tiết mục thoát y hay ca nhạc, tôi cho quay một bánh xe lớn ghi số từ 1 đến 32, mỗi số cho một bàn và 2 số cho quầy rượu. Trúng số nào thì nghệ sĩ tới tiếp khách bàn ấy. Muốn tham gia xổ số, phải mua vé trị giá ngang một chai whisky hoặc sâm banh. Sáng kiến này, tôi tưởng thế, có 2 cái lợi. Một là không ai còn khiếu nại được nữa. Hai là với giá một chai rượu, người may mắn trúng số được quyền tình tự với cô nàng tại bàn mình 1 giờ. Thủ tục tiến hành như sau. Trong khi cô gái hoàn toàn trần truồng, còn đang che mình sau chiếc quạt lớn, thì quay số. Số trúng biết rồi, cô gái đứng lên một mâm gỗ lớn sơn màu trắng bạc để 4 chàng trai khiêng về bàn trúng số. Cô nàng vẫn trần truồng, tự tay mở sâm banh uống mừng khách, cáo lỗi quay vào, rồi 5 phút sau mặc quần áo trở lại bàn ngồi với khách. Trong 6 tháng, mọi việc làm ăn tốt đẹp, nhưng hết mùa mưa thì tiệm có một loạt khách mới. Đó là những người đi tìm vàng và kim cương, họ tự do đi lại trong rừng trên mảnh đất rất giàu phù sa này. Tìm vàng và kim cương bằng phương tiện thô sơ là công việc rất nặng nhọc, đôi khi họ cướp lẫn nhau hoặc giết nhau. Vì vậy người nào cũng mang vũ khí, và mỗi khi kiếm được một túi nhỏ vàng hoặc một nắm đá quý là chỉ muốn tiêu tiền như rác. Cứ mỗi chai rượu chuốc cho khách uống, các nàng hầu bàn được hưởng một khoản hoa hồng khá. Vì vậy khi bá cổ hôn hít khách, họ thường lén đổ bớt rượu vào xô đựng đá cho chai chống hết. Một vài ông khách mặc dù ngà ngà say vẫn nhận ra trò đó và lập tức phản ứng một cách hung tợn, đến nỗi tôi phải cho viết chặt tất cả các bàn ghế xuống sàn nhà. Với lớp khách mới này, việc gì phải xảy ra đã xảy ra. Cô nàng được mệnh danh là Hoa Mơ, đứa con gái này tôi mới móc nó từ hang cùng ngõ hẻm xót dơ tao lên. Có một kiểu thoát y kích thích đến mức làm khách nào cũng phát điên phát rồ. Đến lượt cô nàng biểu diễn, người ta mang lên sân khấu một cái ghế tràng kỹ bọc sa tanh trắng. Chẳng những cô nàng thoát y với một kỹ thuật cực kỳ tinh vi và tai ác, mà một khi trần như nhộng rồi, nàng còn nằm dài lên ghế và tự ve vuốt khắp thân mình. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua một cách nghịch ngợm trên toàn bộ thân thể, không trừ một bộ phận nào. Khỏi phải nói phản ứng của những con người thô lỗ lại vừa núp đầy rượu kia ra sao. Vốn rất hám lợi, Hoa Mơ đòi ai muốn tham gia xổ số để được nàng tiếp phải trả giá bằng 2 chai sâm banh chứ không phải 1 như đối với các cô khác. Sau khi chơi số nhiều lần mà không trúng Hoa Mơ, một gã thợ mỏ lực lưỡng, râu quai nón, quyết định mua tất cả 30 vé của 30 bàn trong phòng. Như vậy chỉ còn lại 2 vé của quầy rượu. Sau khi trả tiền 60 chai sâm banh, gã râu sòm chắc mẩm lần này thế nào cũng trúng, yên trí ngồi chờ màn thoát y của Hoa Mơ và cuộc quay số. Hoa Mơ đêm nay uống nhiều rượu nên cũng rất bốc. Lúc nàng biểu diễn lần cuối cùng là đã 4 giờ sáng. Hơi men bốc lên, nàng tỏ ra gợi tình hơn bao giờ hết, làm những động tác táo bạo sổ sàng hơn bình thường. Rạp! Bánh xe sổ số quay, mũi tên nhỏ bằng sừng sắp chỉ ra số chúng. Gã rậm râu sau khi xem trò diễn của Hoa Mơ càng bị kích thích tợn, náo nức chờ đợi lúc người ta khiêng tới bàn mình. Nàng tiên chỉ có chiếc quạt che thân
với hai chai sâm ban kẹp giữa đôi đùi non tuyệt mỹ. Tai họa, mua cả 30 số nhưng gã lại không trúng. Số trúng là 31, tức là số của quầy rượu. Thoạt tiên gã chưa hiểu, chỉ đến khi hoa mơ ngự lên mâm và được khiêng về quầy, gã mới tỉnh ra. Thế là gã phát điên, xô đổ cái bàn trước mặt, nhảy 3 bước tới quầy rượu, rút súng lục, bắn 3 phát vào cô gái, chỉ là chuyện của 3 tích tắc. Hoa mơ rút hơi thở cuối cùng trong tay tôi. Tôi đã chạy đến ôm lấy nàng sau khi đã hạ đo ván tên cục súc nọ bằng một quả đấm sắt của cảnh sát. Hoa kỳ mà lúc nào tôi cũng mang trong người, ấy là vì tôi bị vấp phải một cô hầu bàn với chiếc mâm cồng kềnh, can thiệp chậm nên tên khốn kiếp ấy mới gây được tội ác điên rồ. Kết quả, cảnh sát ra lệnh đóng cửa lều tre và chúng tôi lại kéo nhau về xót dơ tao. Lại quây quần trong ngôi nhà cũ, Indara đúng là một cô gái Hindu tin vào thuyết định mệnh, coi vụ phá sản vừa rồi là không đáng kể. Hai ông bạn Trung Quốc cũng vậy, kiếp làm ăn của chúng tôi vẫn y nguyên, không hề rạn nứt. Không ai trách cứ tôi về sáng kiến đưa các cô gái ra làm xổ số, mặc dù sáng kiến đó chính là nguyên nhân của mọi rắc rối. Với số tiền dành dụm được sau khi thanh toán sòng phẳng mọi nợ nần và biếu một số tiền cho bà mẹ của Hoa Mơ, chúng tôi chưa phải lo lắng về tài chính. Tối nào cũng đến tìm hội họp với các bạn tù cũ. Cũng thú, nhưng do những chính sách hạn chế trong chiến tranh, rót dơ tao với tôi không còn hấp dẫn nữa. Mặt khác, nàng công chúa của tôi không có tính ghen và đến nay tôi vẫn được hoàn toàn tự do. Nhưng giờ đây nàng không rời tôi nửa bước và bất cứ tôi đi đâu cũng bám theo ngồi cạnh tôi hàng giờ liền. Khả năng có thể làm ăn được ở sóc dơ tao xem ra rắc rối. Vì vậy, một hôm tôi nảy ra ý định từ biệt xứ Huy An thuộc Anh để đi nước khác. Đang là chiến tranh, không có gì đáng ngại, vì ít nhất theo tôi biết, không nước nào bắt tôi lại để trao trả. Chuồn khỏi xót sơ tao. Ghiêu tư tỏ ý tán thành, hắn cũng nghĩ là còn những nước khấm khá hơn, dễ nằm ân hơn Quy An thuộc Anh, lại chuẩn bị một chuyến vù. Thật vậy, ra khỏi Quy An thuộc Anh lúc này là một trọng tội. Đang là thời chiến mà không ai trong chúng tôi có hộ chiếu hay giấy xuất cảnh. Cửa sông Demerara bị canh phòng rất nghiêm ngặt, luôn luôn ở trong tầm súng liên thanh, đại bác và tàu phóng lôi. Muốn ra khơi, chúng tôi sẽ phải giả trang là một tàu đánh cá có đăng ký ở Sóc Sơ Tao. Tôi rất tiếc phải bạc nghĩa với Indara, không đáp ứng được tình yêu tuyệt đối của nàng như nàng mong muốn. Nhưng biết làm sao được, bây giờ nàng cứ bám chặt lấy tôi, làm tôi thấy khó chịu. Những cô gái đơn giản, hồn nhiên, không biết kìm giữ dục vọng, không chờ người yêu đòi hỏi mới làm tình. Cô gái Hindu này xử xử y hệt hai chị em ăn điên của bộ lạc Wagira. Một khi thèm muốn được thỏa mãn về sinh lý, họ khao khát chào mời. Nếu lúc đó anh không chiếm đoạt họ thì thật lôi thôi, họ sẽ đau đớn day dứt thực sự từ trong đáy thể xác đến tận tâm hồn. Điều đó làm tôi bức rứt. Cũng như với hai chị em anh điên, tôi không muốn làm Indara đau khổ và đã phải gắng hết sức lực để nàng được hưởng lạc thú cao độ nhất trong vòng tay tôi. Để ra đi, chúng tôi chuẩn bị rất tỉ mỉ. Một cano dài và rộng, buồm, lèo và tay lái đều cực tốt, mua sắm rất thận trọng để cảnh sát khỏi nghi ngờ. Tàu được giấu trên Benitang River, con sông nhỏ chảy ra sông lớn Demarara, chết phía trên nơi tôi ở một chút. Nó được sơn và đánh số y hệt một tàu đánh cá Trung Quốc đăng ký hợp pháp ở George Town, chỉ có thủy thủ là khác. Vì vậy, nếu bị lính tuần tra từ xa chiếu đèn pha vào thì chúng tôi không được đứng, vì thủy thủ trên tàu Trung Quốc bé nhỏ gầy gò, còn chúng tôi đều cao lớn.
Mọi việc trôi chảy và chúng tôi đàng hoàng xuôi dòng Demerara ra biển. Dù mừng là đã đi thoát, không còn nguy cơ bị phát hiện, nhưng có một điều làm tôi không hoàn toàn thoải mái, đó là việc tôi phải lén lút ra đi như một thằng ăn cắp, không báo cho nàng công chúa Hindu của tôi. Tôi không hài lòng về mình. Nàng, cha nàng và cả nòi giống nàng chỉ làm toàn điều tốt cho tôi, vậy mà tôi đã trả ơn như thế. Tôi không tìm lý lẽ biện minh hành động của mình, vì rõ ràng nó chẳng mã thượng chút nào. Đã đặt $600 lên bàn, chỗ dễ trông thấy nhất, nhưng tiền làm sao đền bù được những thứ quý báu tôi đã nhận. Theo bản đồ, tàu phải đi thẳng hướng Bắc trong 48 tiếng. Tôi vẫn nuôi ý định cũ là đến Honduras thuộc Anh. Muốn vậy sẽ phải lên đên biển cả 2 ngày trời. Đoàn có 5 người, Gitu, Sapa, Parier, người Border Đắp Lăng, người đi sông và tôi. Bướm, thuyền trưởng phụ trách. Vừa đi chưa đầy 30 tiếng thì tàu rơi vào một trận bão kinh khủng kèm theo xoáy lốc, sấm, chớp, mưa, sóng cao ngất trời, đánh loạn xạ, gió xoáy quay cuồng dập vùi con tàu chúng tôi, tung lên dìm xuống trong một cơn lốc quái đản tôi chưa từng thấy, thậm chí chưa từng tưởng tượng trong đời. Nếu tình hình đó kéo dài thêm chút nữa, hẳn chúng tôi đã làm mồi hết cho cá. Sau này, ở Trinidad tôi được biết, qua lời ông Agostini, lãnh sự Pháp, rằng đúng là một trận bão lịch sử. Nó đã phạt băng 6.000 gốc dừa trong đồn điền của ông. Nhiều ngôi nhà bị bốc tung lên trời rồi rơi xuống đất hoặc xuống biển. Chúng tôi mất hết đồ đạc, lương thực và nước ngọt. Cột buồm gãy chỉ còn 2 mét. Nghiêm trọng là cả bánh lái cũng vỡ. May mà Sapa còn giữ được một mái chèo, đành dùng nó để điều khiển con tàu. Tất cả mọi người đều phải trút hết quần áo, lấy vải khâu lại làm buồm, chỉ để lại 5 cái quần trong. Nhờ gió trở lại bình thường, tôi cố gắng với cánh buồm vá víu và chiếc cột cụt ấy điều khiển con tàu hướng về phương nam, tìm cách cập bất kỳ đất liền nào, dù có quay lại Guyana thuộc Anh cũng được. Về đấy thì nhất định án tù nặng chờ đợi chúng tôi. Các bạn tôi đều giữ thái độ bình tĩnh, đúng đắn trong và sau cơn bão. Không, nói cơn bão là không đúng. Sau cái tai ương, cái nạn hồng thủy ấy, 6 ngày sau chúng tôi mới nhìn thấy đất liền. Với mẫu buồm thủng lỗ chỗ và chỉ một mái chèo nhỏ, tàu không thể đi theo ý chúng tôi muốn. Trên người chẳng có mảnh quần áo nào, chúng tôi bị nắng đốt cháy da, giảm sút sức chiến đấu. Không người nào còn da mũi vì tróc hết, môi, chân, bẹn và đùi cũng vậy, khát không chịu được. Đắp Lăng và Sapa liều uống nước mạnh, càng uống càng xót ruột, càng khát, thật là dài. Mặc dù đói khát, nhưng có một điều tốt là không ai kêu ca than vãn, cũng không ai lên lớp ai. Cậu nào uống nước biển, cậu nào lấy nước mạnh té lên người, nói rằng làm thế cho mát, sẽ tự rút ra kinh nghiệm là nước mạnh bốc hơi càng làm cho vết thương cháy bỏng và đau nhức hơn. Mình tôi còn giữ được một bên mắt lành mở to, tất cả các bạn khác mắt đều đầy nhữ và nhắm nghiền. Cần phải rửa luôn dù xót và đau, vì mắt cần mở để nhìn cho rõ. Mặt trời quái ác cứ chiếu những tia nắng khoét sâu vào các vết thương, nhức không chịu được. Đắp Lăng có lúc phát rồ đã định nhảy xuống biển. Nay thì đã phân biệt rõ đất liền với chân trời. Tất nhiên tôi cho tàu hướng về phía đó mà không nói gì, vì chưa thể nói chắc. Chim chóc bắt đầu bay tới và lượn trên đầu. Như vậy là đúng rồi. Các bạn tôi lã vì mệt và nắng, đang nằm dài dưới sàn thuyền, nghe tiếng chim mới nhúc nhích lấy tay che nắng và nhìn ra. Hiệu tù phải cho tay mãi vào miệng mới bật ra được một câu: thấy đất liền chưa anh bướm? Thấy rồi.
độ bao lâu nữa thì tới? 5 hoặc 7 giờ nữa. Nghe đây các cậu, mình mệt lắm rồi, mình cũng bị cháy bỏng như các cậu, hai mông mình loét hết vì ngồi lâu trên ghế ngấm nước biển. Gió không mạnh lắm, tàu đi chậm mà cánh tay mình thì bãi hoại, luôn luôn bị chuột rút, bàn tay cầm mãi chèo tê dại hết rồi. Mình đề nghị thế này nhé, tháo buồm ra, căng ngay lên tàu làm cái mái che nắng cho đến tối, mặc cho tàu trôi dần vào bờ. Phải làm thế thôi, trừ phi có cậu nào thay đổi cầm chèo. Thôi thôi, cứ làm như cậu nói để tất cả được ngủ trong bóng mát. Lúc đó là 13 giờ, với một sự thỏa mãn thú vật, tôi nằm vật xuống khoang thuyền, lần đầu tiên được hưởng bóng mát. Các bạn đã nhường tôi chỗ nằm tốt nhất ngay phía trước, đón gió thổi vào. Người đang phiên gác phải ngồi, nhưng cũng là trong bóng râm. Tất cả, kể cả người gác, ngủ thiếp đi. Tiếng còi đột ngột đánh thức tất cả dậy. Tôi vén buồm, bên ngoài tối đen. Mấy giờ rồi? Trời hơi se lạnh. Tôi lấy nước biển rửa mắt, may mà chỉ bị một bên mắt đau. Nhìn ra thì thấy bên phải, bên trái đều là đất. Chúng tôi ở đâu? Nên vào bờ bên nào? Một lần nữa lại có tiếng còi, nghe rõ từ phía bờ bên phải. Họ định ra lệnh gì đây? Anh bướm, liệu mình đang ở đâu? Saba hỏi. Mình hoàn toàn không biết. Nếu đây là một cái vịnh, thì có thể mình đang ở mỏm tận cùng của Guyan thuộc Anh, phần giáp giới với sông Orinoco, con sông phân chia biên giới với Venezuela. Nhưng nếu dải đất bên phải không dính gì với đất bên trái, thì nó là hòn đảo, và chính là Trinidad, bên trái sẽ là Venezuela. Theo những bản đồ hàng hải đã nghiên cứu thì tôi nhớ mang máng như thế. Nếu bên phải là Trinidad và bên trái là Venezuela thì nên chọn đâu? Quyết định này rất hệ trọng đến vận mệnh chúng tôi. Với gió này, tàu vào bờ không khó, nhưng hiện nay tàu chưa ngã về bên nào cả. Ở Trinidad vẫn là bọn Rupip, vẫn cùng một chính quyền như ở Guyan thuộc Anh. Chắc chắn ở đây sẽ được đối xử tốt. Gitu nói, ừ, nhưng họ sẽ quyết định gì về tội đang thời chiến mà rời lãnh thổ đi lén lút không giấy phép? Còn Venezuela, chẳng biết bây giờ thế nào. Đớp Lăng nói, thời Tổng thống Gomez, tù khổ sai đi làm đường rất nặng nhọc, rồi sau đó bị trao trả cho Pháp. Ừ, nhưng bây giờ khác, bây giờ đang chiến tranh. Lúc ở Dốc Dơ Tao, tôi nghe nói họ không tham chiến, họ trung lập. Thật không? Thật, thế thì nguy hiểm lắm. Trên cả hai dải đất bên phải bên trái đều có nhiều ánh đèn, tiếng còi lại nổi lên hú 3 hồi liền. Từ bờ bên phải có những tín hiệu ánh sáng đánh ra. Mặt trăng vừa mọc, phía trước 2 mỏm đá nhọn sừng sững nổi lên trên mặt nước. Chắc họ kéo còi vì thế, họ muốn báo chúng tôi có nguy cơ đâm vào đá. Ồ, có cả một dãy phao tiêu nổi, đợi gì mà không buộc tàu vào đó chờ sáng. Sapa hạ buồm xuống. Sapa tháo ngay những mảnh quần áo mà chúng tôi gọi là buồm ấy. Tôi cầm chèo hãm tàu lại, hướng mũi tàu trôi vào một phao tiêu, rồi lấy thừng cột tàu vào đó. Không phải cột vào phao, vì trên cái phao kỳ dị ấy chẳng có mấu gì để bấu víu, mà là cột vào sợi dây cáp nối các phao tiêu lại với nhau. Rồi mặc kệ những hồi còi mà bờ bên phải tiếp tục phát ra, chúng tôi nằm kền tất cả xuống thuyền, lấy buồm phủ lên để che gió. Hơi ấm lan dần trong người, và hình như tôi là người đầu tiên ngáy to nhất. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Làm gì bây giờ, có lên bờ không? Đói lắm, khát lắm rồi. Lần đầu tiên sau 7 ngày nhìn anh, bây giờ mới có người kêu đói. Đằng nào mình cũng ở gần bờ thế này rồi, có lên cũng chẳng tội tình gì, Saba nói. Từ chỗ tôi ngồi nhìn ra thấy rất rõ trước mặt, đằng sau 2 ghềnh đá lớn nổi lên trên biển, có chỗ đất liền bị cắt đôi.
Vậy đúng bên phải là Trinidad, bên trái là Venezuela. Chắc chúng tôi đang ở trong vịnh Paria. Làm gì ấy à? Tùy các cậu biểu quyết, vì đây là một quyết định rất nghiêm trọng. Bên phải là Trinidad, hòn đảo thuộc Anh, bên trái nước Venezuela. Các cậu muốn lên bên nào? Trong chúng ta có hai tù đã được tha, Gitu và Barrie. Tôi, Saba và Dublin là đáng ngại hơn cả. Vậy để chúng tôi quyết định, các cậu nghĩ thế nào? Tốt nhất là lên Trinidad, Venezuela ta chưa biết thế nào. Dublin bỗng nói, chả cần phải quyết định nữa, xuồng tuần tra đang đến kia, nó sẽ quyết định hộ mình. Thật vậy, chiếc xuồng lao nhanh tới, dừng cách tàu chúng tôi 50 mét. Một người cầm loa, tôi nhận ra cờ không phải là Anh, có nhiều ngôi sao rất đẹp. Tôi chưa nhìn thấy cờ ấy bao giờ. Chắc là cờ Venezuela. Sau này là cờ đó sẽ là cờ của tôi, cờ của tổ quốc mới của tôi. Với tôi, lá cờ đó là biểu tượng xúc động nhất, gói ghém trong mảnh vải nhỏ những đức tính cao thượng nhất của một dân tộc vĩ đại, dân tộc tôi. Các ông là ai? Là người Pháp. Các ông điên à? Tại sao? Vì các ông buộc tàu vào mìn. À, vì thế mà các ông không áp mạng vào tàu chúng tôi. Đúng, gỡ ra nhanh. Saba cởi thùng trong 3 giây. Hóa ra chúng tôi đã neo tàu vào một chuỗi mìn thả nổi, thế mà không bị nổ tung cũng lạ. Viên thuyền trưởng trên xuồng nói thế, họ không lên tàu chúng tôi nhưng cho chuyển sang nào cà phê, sữa nóng, nào thuốc lá. Các ông nên đi Venezuela, ở đấy sẽ được đối xử tốt, tôi bảo đảm như vậy. Xuồng tôi không lại dắt các ông tới nơi được, vì đang làm nhiệm vụ khẩn cấp, ra đón một người bị thương nặng ở đèn biển Barimat. Nhớ là đừng có vào Trinidad, vì 10 phần thì 9 phần sẽ vấp phải mìn. Sau một câu chào từ biệt chúc may mắn, chiếc xuồng rời xa, để lại cho chúng tôi 2 lít sữa. Chúng tôi sửa sang lại buồm. Đã 10 giờ sáng, bụng đã yên vì cà phê và sữa, miệng phì phèo điếu thuốc. Tôi cho tàu đổ bộ thẳng cánh vào một bãi cát mịn. Nơi đó đã có 50 người kéo ra để xem ai đến trên con tàu kỳ cục, có cây cột buồm cụt và mảnh buồm làm toàn bằng quần và áo sơ mi. Hết quyển 12.